Các cầu thủ nữ sau giải đấu này sẽ là tấm gương để các em phấn đấu tập luyện, động viên cầu thủ trẻ phấn đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Ông và các học trò không thắng trận nào, chưa ghi bàn nào ở đấu trường thế giới, nhưng hành trình 3 trận đấu ở New Zealand vẫn có giá trị truyền cảm hứng rất lớn. Thổi bùng giấc mơ World Cup, đúng vậy, niềm tự hào dân tộc, ánh hào quang của sân chơi thế giới là điều chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi World Cup như các chị, Lê Thị Bảo Trâm, đội trưởng đội tuyển nữ U19, U20 Việt Nam chia sẻ sự xúc động với phóng viên VTC News khi xem các đàn chị hát vang quốc ca ở World Cup nữ 2023. Hàng triệu người hâm mộ theo dõi từng bước chân của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Bên chiếc TV trong căn phòng nhỏ ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ trẻ cũng mong chờ từng trận đấu với sự háo hức. Chúng tôi tụ tập về các phòng và theo dõi trận đấu. Không chỉ xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu, miễn là trận đấu không nằm trong khung giờ tập là chúng tôi xem. Thật tự hào khi đội tuyển nữ Việt Nam đã vươn tầm thế giới. Thể hình thấp bé nhưng tinh thần thi đấu của các chị đáng để chúng tôi học hỏi. Phải cố được như vậy trong tương lai, Bảo Trâm nói. Các cầu thủ U19, U16 là thế hệ sẽ tiếp nối các đàn chị trong hành trình đưa bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup lần thứ hai. Trung vệ sinh năm 2004 say sưa kể lại những pha bóng của chị Thu, Trần Thị Thu, chị Thảo, Trần Thị Thu Thảo. Dù biết rằng có cả triệu người cũng xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. Các chị cao chưa đến 1m60 nhưng lúc nào cũng cố gắng để bám theo những cầu thủ cao lớn hơn, sải chân dài hơn, chạy nhanh hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Cô gái sinh năm 2004 cùng các bạn đồng trang lứa theo bóng đá nữ lĩnh vực luôn xuất hiện trên truyền thông gắn với hai từ khó và khổ, một phần là vì nhìn gương các chị. Một trong những thành quả lớn nhất của thế hệ Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Phạm Hải Yến chính là truyền cảm hứng cho các đàn em bằng những chiến thắng. Đối với Bảo Trâm, tấm gương cho cô ở gần hơn ai hết. Nhà cô ở thị trấn Ngũ Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chỉ cách đàn chị Trần Thị Thùy Trang một cây cầu. Tôi hay trêu chị là bao giờ chị nghỉ, hay đến khi em nghỉ chị vẫn còn đá bóng, đội trưởng đội tuyển nữ U19 Việt Nam kể. Thùy Trang không ra sân trận nào ở World Cup nữ 2023 nhưng chỉ cần được điền tên vào danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu ở tuổi 34 cũng đã là một câu chuyện đầy tính khích lệ đối với đàn em của cô. Chính những tượng đài như Trần Thị Thùy Trang đang tiếp thêm niềm tin cho những cô gái trẻ cùng quê như Bảo Trâm và nhiều bạn nhỏ khác. Bóng đá nữ thực sự vẫn có tương lai nếu mỗi cầu thủ tận hiến và cố gắng cho nghề nghiệp. Tương lai rộng mở cho thế hệ đàn em Huỳnh Như, những cầu thủ như Bảo Trâm đến với bóng đá đơn thuần là vì ham thích của tuổi trẻ. Sau tuổi 20, chưa chắc tất cả các tuyển thủ trẻ sẽ tiếp tục theo con đường bóng đá khi những lo toan khác dần xuất hiện trong cuộc sống. Dù vậy, câu chuyện của bóng đá nữ Việt Nam có thể sẽ khác sau khi đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự World Cup. Bảo Trâm cảm nhận được niềm kiêu hãnh và động lực từ những thành công của đàn chị, là động lực để cô và những cầu thủ trẻ khác tiếp tục bứt phá và ghi dấu ấn trên sân cỏ quốc tế. Cô và các bạn trẻ đã được cổ vũ, động viên mạnh mẽ khi thấy những nỗ lực và sự kiên nhẫn của các đàn chị trong việc chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới. Cảm hứng từ đội tuyển nữ Việt Nam đã gieo mầm trong tâm hồn các cô gái trẻ và tận hiến, đam mê dành cho bóng đá sẽ là động lực vững chắc giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, ghi tên mình trên bản đồ bóng đá nữ thế giới. Những bước chân của đội tuyển nữ Việt Nam đã mở ra một tương lai rực rỡ và tiềm năng cho thế hệ trẻ, khiến cho cầu thủ Bảo Trâm và các bạn đồng đội luôn tự hào và quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình. Sự lan tỏa của World Cup nữ 2023 len lỏi đến từng con ngõ nhỏ, đến bất kỳ nơi đâu có sóng vô tuyến hay mạng điện thoại. Người ta xem đội tuyển nữ bằng chiếc điện thoại nhỏ, bằng TV hay bất kỳ thứ gì. Điều này mang đến lợi ích rất lớn cho việc tìm kiếm các cầu thủ bóng đá nữ. Cần phải nhìn nhận rằng, vẫn có những tâm lý nghi ngại của nhiều bậc phụ huynh cho việc con gái đến với nghiệp quần đùi, áo số. Bóng đá nữ hay còn khó khăn, nhưng chắc chắn vẫn có những đích đến lớn lao, đủ mang lại niềm tự hào cho cả gia đình, dòng tộc. Bảo Trâm và các đồng đội được tiếp thêm động lực từ chiến tích của đàn chị. Đào tạo bóng đá trẻ cho phái nữ thậm chí còn đối diện với nhiều thử thách khi các cầu thủ có thể được định hướng đi học đại học, vào khu công nghiệp làm công nhân hay đơn giản là ở nhà bán hàng. Thứ mà bóng đá có thể hứa hẹn được tốt hơn những đối thủ cạnh tranh chính là những khoảnh khắc vinh quang, như một lần được đặt tay lên lá cờ đỏ sao vàng trên áo đấu và hát quốc ca ở World Cup. Sự trọng vọng của xã hội, niềm tự hào của đất nước kéo theo một cuộc sống đủ đầy khi bóng đá nữ Việt Nam tốt lên. Chính Bảo Trâm và các đồng đội cùng trang lứa đang trải nghiệm cái thay đổi tốt dần lên đó của bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ U16, U19 Việt Nam chỉ được duy trì thường xuyên trong khoảng 5-7 năm gần đây. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Bảo Trâm ở độ tuổi U19 nhiều hơn Huỳnh Như, Thùy Trang. Tôi tin rằng bóng đá nữ sẽ dễ dàng tìm kiếm cầu thủ hơn. Bây giờ, chúng tôi được cọ sát ở nhiều giải đấu quốc tế. Khi tập trung đội tuyển, mọi chế độ đều rất tốt. Chúng tôi khát khao rằng mình sẽ làm được những điều như các chị và thậm chí là nhiều hơn thế, Bảo Trâm bày tỏ niềm tin.